Xin chào mừng quý vị đến với chương trình Tự tin vui sống. Hoàng Anh rất vui khi được gặp lại quý vị. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Hải Nam Media thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng OptiBac, thương hiệu men vi sinh bổ sung lợi khuẩn được tin tưởng và khuyên dùng nhiều tại Vương quốc Anh. Và đồng hành cùng với Hoàng Anh trong chương trình ngày hôm nay, xin được giới thiệu với quý vị Tiến sĩ bác sĩ Vũ Thùy Dương. Xin chào MC Hoàng Anh, xin chào khán giả chương trình Tự tin vui sống. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đồng hành với một khách mời đặc biệt. Chị ấy là Nguyễn Ngọc Quỳnh ạ. Xin chào MC Hoàng Oanh, xin chào tiến sĩ bác sĩ Thùy Dương và xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Tự tin vui sống. Mình là Nguyễn Ngọc Quỳnh. OptiBac là thương hiệu men vi sinh được tin tưởng và khuyên dùng nhiều nhất tại Vương quốc Anh. Thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau những vấn đề của trẻ nhỏ trong những năm đầu đời có thể mắc phải các bệnh cần điều trị bằng kháng sinh và việc dùng kháng sinh thường có những tác dụng phụ không mong muốn, đặc biệt là triệu chứng tiêu chảy nè, loạn khuẩn đường ruột ở trẻ nhỏ. Hôm nay thì bác sĩ Thùy Dương, chị Ngọc Quỳnh cùng với Hoàng Oanh sẽ cùng với quý vị khán giả tìm hiểu cách khắc phục loạn khuẩn đường ruột do kháng sinh ở trẻ nhỏ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tình huống của chủ đề ngày hôm nay. Alo, chị nghe nè em. Chị ơi, bây giờ chị có rảnh không chị? Chị qua phụ giùm em, hai chị em mình đưa bé Na lên bệnh viện được không chị? Em không biết làm sao nữa. Tại vì sáng giờ tự nhiên bé Na hả bị tiêu chảy quá chừng luôn. Rồi hả quấy khóc sùm mà ăn cái gì vô cũng ói hết. Bây giờ em không biết phải làm sao hết. Cho nên là định nhờ chị qua hai chị em mình đưa lên bác sĩ kiểm tra coi làm sao á chị. Rồi được rồi, để bây giờ chị qua liền. Dạ em cảm ơn chị, em đợi chị nghe. Em, ủa chị, em đợi chị từ nãy giờ luôn á. Bé Na đâu rồi? Dạ mệt quá ngủ thiếp đi trên phòng rồi. Nè, bây giờ em đem cái này lên em pha cho bé Na uống trước đi. Ủa, cái này là cái gì vậy chị? OptiBac hả? Cái này là men vi sinh bổ sung lợi khuẩn dành cho trẻ dưới 12 tuổi, có tác dụng ổn định đường ruột. Ủa nhưng mà bé Na con em đã đang bị tiêu chảy thì dùng cái này có được không chị? Là Na đang chữa Fimamidan. Dạ, đúng không? Rồi. Thì khi mà chữa Fimamidan thì bác sĩ sẽ cho dùng kháng sinh. Mà tác dụng phụ của kháng sinh đó là sẽ gây ra loạn khuẩn trong đường ruột, rồi sẽ làm cho là bé bị nôn trớ nè, rồi bị đau bụng tiêu chảy này kia. Nên khi mà bác sĩ kê toa thì thường sẽ cho thêm men vi sinh hỗ trợ bổ sung lợi khuẩn đường ruột đó. Nên chị nghĩ tới cái đó chị mới đem qua cho em nè. Chết rồi, là do em không, em quên. Nghĩa là hôm qua là em đi từ bệnh viện về đó thì bác sĩ có kêu em cho em một cái toa thuốc là kêu em là ghé nhà thuốc mua đi. Thì khi mà em ghé thì dược sĩ nói là tạm thời ở đây hết cái men vi sinh theo đúng cái trong cái đơn toa đó. Thì kêu em mua chỗ khác mà lúc đó trời nắng nóng quá. Với lại em sợ bé Nam mệt cho nên là em đưa về nhà luôn. Trời ơi, em bất cẩn quá vậy. Trời, tại vì em hỷ y đó chị, em nghĩ là men vi sinh không phải là thuốc cho nên là em không có mua, không bổ sung liền cũng không sao. Bây giờ sao chị? Bây giờ cái tình trạng của bé Na sao chị? Em lo quá à. Thôi, bây giờ em cứ bình tĩnh đi. Thật ra cái tình trạng này á cũng rất là thường gặp. Hai đứa con của chị nè, hồi trước cũng bị tình trạng tương tự như vậy đó. Ủa vậy đó hả chị? Thì có tại vì em hư quá cho nên là con em mới bệnh như vậy nè. Thôi, em đừng có tự trách nữa. Em cũng đã chăm lo cho con, rồi em cũng đã phát hiện nguyên nhân kịp thời rồi. Nếu như bây giờ mà em còn cảm thấy không yên tâm á thì chị chở em với lại bé Na lên bệnh viện khám cho yên tâm hen. Dạ, nhưng mà chị biết sao không? Tại vì nghe chị nói cái OptiBac này nó hay quá. Cho nên là chắc thôi tạm thời em cho bé Na uống thử coi, coi như thế nào. Rồi đợi mà bé Na mà bớt mệt đó thì em dắt lên bác sĩ để kiểm tra sức khỏe lại coi sao. Em thấy gì cũng được. Dạ. Em cứ cho bé Na sử dụng cái men vi sinh OptiBac này đi. Dạ. Hai đứa nhỏ nhà chị cũng sử dụng men vi sinh OptiBac nè. Thì không có gặp những cái tình trạng như là táo bón nè, tiêu chảy nè, mà còn ăn ngon ngủ ngon nữa. Vậy hả chị? Vậy thôi để em mua cái OptiBac này em cho bé Na bổ sung vô cũng được. Nè mà em nhớ em pha men vi sinh nó với lại nước lọc nè, nước trái cây nè, hay là sữa, là loại nào cũng được, miễn là không phải nước nóng là được. Chị không dặn là em bất cẩn nữa rồi đó. Cảm ơn chị.
Tình huống vừa rồi chắc chắn là hầu hết các bậc cha mẹ đã từng gặp phải trong quá trình nuôi con nhỏ rồi. Em không biết là với chị Quỳnh thì câu chuyện của chị như thế nào ạ? Đúng là xem cái tình huống vừa rồi thì Quỳnh cũng nhớ là những cái ngày mà con còn nhỏ hơn bây giờ. Những lần con bị viêm khí quản cấp tính hoặc là những lần con bị viêm họng, viêm amidan mà phải dùng thuốc kháng sinh, Quỳnh thấy là con rất là thường xuyên bị buồn nôn. Sau khi dùng kháng sinh thì là con bị tiêu chảy và mất nước. Và cái bệnh chính chưa có hết nữa thì những cái bệnh phụ nó ập đến. Và sau này Quỳnh mới biết được đó là một trong những cái tác dụng phụ của việc dùng thuốc kháng sinh. Em rất là đồng cảm với chị Quỳnh, tại vì cũng có một đợt có cô Max nhà em là tiêu chảy liên tục suốt 2 tuần lễ luôn, uống thuốc rồi chăm sóc đủ thứ mà không hết vì con còn quá nhỏ, lúc đó thì chưa đủ 2 tuổi nữa. Thì bác sĩ Dương có thể chia sẻ thêm với các bà mẹ được biết là nguyên nhân vì sao mà trẻ nhỏ rất là dễ bị tiêu chảy trong một thời gian dài sau khi mà được điều trị bằng kháng sinh hay không ạ? Sau khi dùng kháng sinh hoặc đang dùng kháng sinh thì trẻ có những cái tình trạng bị tiêu chảy. Thì tiêu chảy là tác dụng không mong muốn thường gặp nhất khi mà sử dụng kháng sinh, xảy ra ở cả người lớn và trẻ em. Do là kháng sinh thì để diệt cái vi khuẩn có hại, tuy nhiên là lại diệt luôn cả vi khuẩn có lợi, làm cho trẻ bị loạn khuẩn ruột và mất cân bằng giữa 85% là lợi khuẩn và 15% là hại khuẩn trong đường ruột. Nếu mà mất cái thế cân bằng đó thì đường ruột sẽ gây ra phản ứng viêm và sẽ gây ra những cái vấn đề tổn thương niêm mạc và gây ra bệnh tiêu chảy. Khi mà biết nguyên nhân như vậy rồi á, thì chúng ta sẽ tìm cách để mà khắc phục. Nhưng mà với các bà mẹ thì thường phải gặp bác sĩ thì mới có thể tìm ra cách được. Chị Ngọc Quỳnh có thể chia sẻ về kinh nghiệm mà chị chăm bé mỗi khi mà bé có tình trạng là bị loạn khuẩn hay là bị tiêu chảy như thế không ạ? Ngày xưa khi mà con còn nhỏ thì mỗi lần mà dùng kháng sinh và con sẽ có những cái triệu chứng như là bị tiêu chảy thì cái điều đầu tiên mà Quỳnh thường xuyên làm đó là cho con uống nhiều nước, đặc biệt là nước ấm. Thêm nữa đó là Quỳnh thường pha nước điện giải để bù nước trong cái quá trình mà con bị tiêu chảy. Và bên cạnh đó thì Quỳnh cũng cho con ăn cháo loãng để dễ tiêu hóa hơn, không có cho con ăn đồ dầu mỡ khó tiêu cũng như là thức ăn cứng. Và cái điều quan trọng nữa là Quỳnh cũng không có ép con ăn quá nhiều một lần, mà Quỳnh thường xuyên là chia nhỏ cái lượng thức ăn cho con ăn nhiều bữa trong ngày để làm sao mà con có thể hấp thu được. Và bên cạnh đó thì Quỳnh cũng cho con uống thêm men vi sinh đường ruột dành cho trẻ em và cái loại dưới 12 tuổi của Optibac để bổ sung lượng vi khuẩn đường ruột vừa bị mất sau cái đợt mà điều trị bằng thuốc kháng sinh. Chia sẻ của chị Quỳnh thì hoàn toàn chính xác ha. Rõ ràng là chị Quỳnh đã trải qua quá trình nuôi con nên bây giờ có đầy đủ kinh nghiệm, ngồi kể lại thì thấy nhẹ nhàng hơn. Việc bổ sung lợi khuẩn đường ruột cho con trong khi mà con đang bị loạn khuẩn đường ruột do kháng sinh gây ra sẽ có tác dụng như thế nào? Bác sĩ có thể giải thích thêm không ạ? Thì việc sử dụng men vi sinh còn được gọi là lợi khuẩn để điều trị bệnh tiêu chảy hay là để phòng ngừa tiêu chảy liên quan sử dụng kháng sinh thì đã được nghiên cứu từ rất lâu đó, và đã có được trong phác đồ của bệnh viện nhiều nơi trên thế giới. Yeah. Đó, thì men vi sinh có 3 tác dụng chính. Tác dụng thứ nhất là cạnh tranh chỗ ăn, chỗ ở với lại vi khuẩn gây hại trong đường ruột, đó, giúp phục hồi những vi khuẩn có lợi sau khi đã bị quét đi bởi cái tác dụng của kháng sinh. Thứ hai nữa là giảm phản ứng viêm trong đường ruột. Đồng thời thì những lợi khuẩn trong đường ruột này sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ. Một số men vi sinh thì sẽ chứa những lợi khuẩn đặc hiệu đã được nghiên cứu, đã được chứng minh công dụng qua những thử nghiệm lâm sàng. Đó. Ví dụ như là lợi khuẩn Lactobacillus rhamnosus GG là một chủng lợi khuẩn được nghiên cứu nhiều nhất trên thế giới, cũng có các tác dụng như sau là giảm được số lần tiêu chảy liên quan đến sử dụng kháng sinh. Thứ hai nữa là rút ngắn thời gian tiêu chảy do sử dụng kháng sinh và giảm cơn đau bụng, hoặc là giảm được tình trạng cúi khóc do đau bụng colic. Ngoài ra thì có những lợi khuẩn được gọi là Bifidobacterium breve M16V cũng giúp duy trì hệ vi sinh đường ruột. Tại vì là chủng Bifidobacteria là loại vi khuẩn đường ruột có vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe con người. Nên là hai chủng vi khuẩn này là hai chủng khá là đặc hiệu. Đó, có những bằng chứng khoa học có thể giúp được tiêu chảy liên quan sử dụng kháng sinh. Dạ vâng ạ. Với kinh nghiệm của một bà mẹ có hai cậu con trai nhỏ thì chị Quỳnh đã phải chú ý đến những vấn đề nào để giúp cho các con có thể phòng ngừa được tình trạng là bệnh vặt nè, hoặc là tăng sức đề kháng cho các bé ạ? Khi mà nuôi bạn đầu thì phải mày mò, nhưng mà đến bạn thứ hai thì mình đã có thêm kinh nghiệm. Đó là tập cho hai con ăn làm sao mà thức ăn cho nó đa dạng và nhiều rau củ. Những cái món mà con không thích đó thì Quỳnh lại chia nhỏ ra. Lần đầu thì cho ăn rất là ít, xong rồi sau đó con quen mùi vị thì sau đó là tăng lên. Hạn chế cho con ăn món chiên và những cái món quá nhiều dầu mỡ. Cả nhà cũng cố gắng để ăn theo cái gia vị của trẻ con luôn. Người lớn thì mình sẽ chấm thêm chứ mình không có nêm đồ ăn cho bé mà cùng với cái lượng như là của ba mẹ. Kế đến
là Quỳnh cho hai con được đi ra ngoài trời để mà vận động thường xuyên, cũng như là được chạy nhảy, chơi thể thao thì có thể là tăng cường sức đề kháng. Bây giờ là các con có cái niềm đam mê là chơi thể thao như là chơi bóng đá, chơi bóng rổ và bơi lội. Đặc biệt là cái việc tiêm phòng thì Quỳnh cũng chú ý rất là kỹ để các con có thể ngừa được những cái bệnh nguy hiểm cũng như là những cái bệnh đã được tiêm vaccine. Và cái quan trọng nhất đó là Quỳnh cũng thường xuyên cho con ngủ đúng giờ và ngủ đủ giấc. Chắc chắn là các con của Quỳnh cũng phải được bổ sung nhiều loại vitamin cũng như là những cái khoáng chất cần thiết. Và đặc biệt đó là Quỳnh bổ sung thêm lợi khuẩn đường ruột bằng men vi sinh Optibac. Quỳnh được biết là men vi sinh này của Optibac còn có bổ sung là vitamin D và rất là tốt cho hệ miễn dịch của con. Cho nên là một công đôi việc, vừa bổ sung lợi khuẩn mà vừa tăng cường hệ miễn dịch nữa. Quỳnh cho bé dùng đều đặn mỗi ngày một gói và thấy sức khỏe của bé rất là tốt. Con ăn ngon, ngủ khỏe nên mình cũng yên tâm hơn rất nhiều. Như vậy là chúng ta chỉ cần bổ sung men vi sinh sau mỗi đợt dùng kháng sinh thôi, hay là ngày nào cũng nên bổ sung men vi sinh luôn? Bây giờ chúng ta chia sẻ kỹ hơn, trực tiếp hơn với quý vị khán giả. Chúng ta cần phải nhớ là chúng ta nên bổ sung men vi sinh ngay từ khi bắt đầu phải uống kháng sinh. Đó, các chủng men vi sinh thông thường là đã có những cái gọi là cơ chế là kháng kháng sinh tự nhiên nên không bị gây nhiễu. Tuy nhiên là để tối ưu cái công dụng của men vi sinh thì chúng ta sẽ uống men vi sinh này cách kháng sinh 2 tiếng đồng hồ. Các chủng lợi khuẩn đặc hiệu đó, dùng để điều trị hoặc là dùng để phòng ngừa tiêu chảy liên quan sử dụng kháng sinh thì có là Lactobacillus rhamnosus GG hoặc là Bifidobacterium Berre M16V đã được nghiên cứu là sẽ giúp cho trẻ nhỏ phục hồi được hệ vi sinh đường ruột, đồng thời hỗ trợ hấp thu dinh dưỡng cho bé phục hồi thể trạng sau đợt bệnh. Hy vọng là với những chia sẻ này thì các mẹ có thể lưu lại cho mình những hướng dẫn giúp cho trẻ khắc phục loạn khuẩn đường ruột do kháng sinh. Chúng ta bổ sung men vi sinh đường ruột để đảm bảo trẻ nhận đủ lượng vi khuẩn đường ruột vừa bị mất sau đợt điều trị bằng thuốc kháng sinh, giúp phục hồi hệ vi sinh khỏe mạnh. Nhớ bổ sung nước như là nước ấm, nước muối và đường loãng. Có thể ăn cháo loãng cho dễ tiêu hóa hay ăn rau củ bầm nhuyễn, không ăn đồ dầu mỡ khó tiêu. Hạn chế cho trẻ vận động vì bé cần được nghỉ ngơi nhiều do tiêu chảy mất nước và thêm việc khó kiểm soát khi hoạt động mạnh, nên cho trẻ mặc bỉm hay tã nếu cần thiết. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình Tự tin vui sống với chủ đề khắc phục loạn khuẩn đường ruột do kháng sinh ở trẻ nhỏ ngày hôm nay. Chương trình do công ty Hải Nam Media phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Cảm ơn nhãn hàng Optibac, thương hiệu men vi sinh bổ sung lợi khuẩn được tin tưởng và khuyên dùng nhiều tại Vương quốc Anh đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Xin được cảm ơn khách mời chị Ngọc Quỳnh cũng như là tiến sĩ bác sĩ Thùy Dương đã có những chia sẻ rất là bổ ích trong chương trình ngày hôm nay. Hoàng Oanh và các khách mời của chúng ta xin được gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị.